Năm học 2021-2022, các trường đại học tiếp tục tăng học phí theo lộ trình. Trong đó, nhiều trường bắt đầu áp dụng cơ chế tự chủ tài chính, sẽ có mức thu học phí tăng vọt so với năm học trước. Tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin từ phòng đào tạo cho biết, từ khóa tuyển sinh năm 2021, trường xác định một mức học phí mới dự kiến tăng với tất cả các ngành. Theo đó, so với học phí hiện tại khoảng 12 triệu đồng một năm, học phí mới chương trình đào tạo đại trà sẽ tăng cao gấp đôi lên mức 25 triệu đồng một năm. Hai chương trình đào tạo chất lượng cao sẽ tăng 10% so với hiện nay. Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng áp dụng mức học phí năm học 2020-2021 cao hơn so với các năm. Theo đề án tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chưa công bố mức thu học phí dự kiến. Năm học trước, trường này thu học phí mức 30 đến 70 triệu đồng một năm. Nhà trường cho biết mức học phí các năm tiếp theo dự kiến mỗi năm tăng thêm 10%. Trong khi đó, đề án tuyển sinh Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố mức học phí dự kiến năm học 2021-2022 sẽ tăng để đáp ứng nhu cầu cao về chất lượng nhân lực y tế khi tốt nghiệp đại học và đầu tư về cơ sở vật chất, chương trình đào tạo.